Bộ Tài chính Việt Nam loan báo sẽ ra nghị định mới về việc huy động phân phát tiền từ thiện cứu trợ sau vụ tranh cãi liên quan việc nghệ sĩ Hoài Linh giữ một số tiền từ thiện lớn trong nhiều tháng mà không phân phát. Tin cho hay, ông Hoài Linh cuối năm ngoái kêu gọi đóng góp khoảng 13-14 tỷ đồng cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung, nhưng sau nửa năm, số tiền vẫn nằm trong một tài khoản ngân hàng của ông. Phần đông dư luận không chấp nhận lời giải thích của ông rằng do dịch bệnh COVID bùng phát, cộng với quy định giải ngân số tiền cần có xác nhận của các địa phương, nên số tiền chưa thể giải ngân được. Luật sư Hà Huy Sơn viện dẫn Nghị định 64/2008 mà Việt Nam đang áp dụng cho các hoạt động quyên góp từ thiện, nói với VOA rằng nghệ sĩ Hoài Linh có một số sai phạm. Tại cái khoản 3 của điều 5 thì nó quy định là các cái cá nhân không được phép huy động phân phối tiền hỗ trợ những cái vụ việc thiên tai hoặc là bệnh tật. Hoài Linh không được phép làm cái việc đó. Thứ hai là theo cái điều 7 cũng của cái nghị định này, sau khi kết thúc vận động tiền hỗ trợ thì sau 20 ngày anh phải phân phối cái tiền đó. Thì đây rõ ràng là chiều theo hai cái quy định đó thì Hoài Linh là vi phạm cái nghị định 64. Báo Nhà nước hôm 24 tháng 5 dẫn lời một lãnh đạo cấp vụ của Bộ Tài chính nói rằng Bộ đang hoàn thiện một dự thảo nghị định để ban hành về việc phân phối tiền từ thiện, yêu cầu phải đảm bảo tính công khai minh bạch.